Thưa với bà con, và trong một trong những nhà khoa học và một trong những cái đơn vị mà đã tâm huyết, có nghĩa là đồng hành cùng với bà con nông dân của Hà Nội nói chung và đặc biệt là Cây Bưởi nói riêng, đó là tiến sĩ Vũ Việt Hưng, giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu và Thực nghiệm thuộc Viện Thiên Quả, đã vừa cầm tay chỉ việc và gần như là biết từng cái góc cách cây bưởi của Hà Nội như thế nào. Thì sau đây thì xin mời tiến sĩ Vũ Việt Hưng chia sẻ hơn những cách nhìn so với cái của Hà Nội làm đã làm như thế được chưa, và so với các tỉnh khác thì cần phải làm gì. Xin kính mời ông ạ. Kính thưa ông Nguyễn Minh Phương, ông đốc nông nghiệp Hà Nội, chúng tôi là và trung tâm phát triển nông nghiệp Hà Nội, kính thưa toàn thể quý vị. Trước hết thì có lẽ là cho các tôi về mặt anh em làm nghiên cứu của viện nghiên cứu rau quả cũng như những anh em làm nghiên cứu của chúng tôi xin được kính chúc sức khỏe Minh Phương, Trung Hoa cũng như toàn thể các cái quý vị tham dự hội nghị luôn mạnh khỏe, và chúc cho hội nghị của chúng ta đạt được nhiều kết quả tốt. Cũng như tổng thể hội nghị, năm cái đơn vị cũng như là một cá nhân được nghiên cứu làm chuyên ngành về cây ăn quả nói chung và cây bưởi nói riêng. Tôi cũng như các cán bộ cũng được nhiều cái điều kiện được tiếp xúc với các vùng trồng cây ăn quả cũng như là cây bưởi, tiếp xúc với nhiều sở nông nghiệp, nhiều đơn vị quản lý ở các nơi. Và theo cảm nhận cá nhân tôi thì có lẽ tôi chưa thấy có sở nông nghiệp nào cũng như có đơn vị nào như trung tâm cây trồng Hà Nội quan tâm đến một đối tượng cây trồng như cây bưởi Hà Nội. Và điều này được khẳng định là ở chính việc hàng năm đều tổ chức những hội nghị, những lớp tập huấn, những mô hình, những cái kế hoạch để phát triển cây bưởi Hà Nội. Và cũng như nhiều tôi cũng chưa thấy ở nơi nào mà bà con ở Hà Nội, tức là bà con làm bưởi giỏi như bà con ở Hà Nội, phát triển một cái tốc độ rất nhanh. Những cái vùng bưởi mà nổi tiếng ở phía Bắc, ví dụ như là Thanh Trà của Huế, ví dụ như là Phúc Trạch của Hà Tĩnh, ví dụ như bưởi Hồng Quang Tiến của Nghệ An, đâu đó chỉ loanh quanh ở một diện tích và gần như hàng chục năm không thay đổi, trong khi là diện tích của Hà Nội từ 3.000 hecta cách đây khoảng tầm 4 năm trên 8.000, gần 8.000 hecta, khoảng 1.800 hecta. Và cũng chưa nào nhiều cái mô hình điểm, nhiều cái kết quả tốt như ở Hà Nội. Đấy là những cái điều được cảm nhận. Và thưa bà con là người được, có lẽ là tôi là người thường xuyên gặp gỡ các bác chị anh chị làm bưởi trao đổi. Và khi mà trao đổi thì mình nhận thấy rằng là cái sự hào hứng này, cái sự nhiệt tình này cho cái cách làm của bà con ấy, là cái điều mà tôi luôn luôn tin tưởng rằng cái cây bưởi Hà Nội sẽ phát triển. Và quả thật hôm nay đến cái hội nghị cây bưởi cuối năm như thế này, nó cũng là được gặp đông đủ bà con đến cái hội nghị này càng tin tưởng hơn. Thì đấy là những cái mà chúng ta nhìn thấy là điều tích cực. Tuy nhiên ý, thì cũng trong cái không khí, cái mục tiêu của hội nghị nó làm thế nào để phát triển những cái bưởi, thúc đẩy tiêu thụ bưởi bền vững trong cái bối cảnh mà đâu đó có những vùng, có những chỗ ở trong cái phần sản xuất của chúng ta bắt đầu có những cái dấu hiệu của sự chán nản, dấu hiệu của cái sự suy thoái. Thì như một số những cái vấn đề mà tôi muốn trao đổi ở đây và cũng rất là mong muốn được nghe cái phản hồi này để mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ. Việc đầu tiên nói về cây bưởi theo các nhìn chuyên môn, tôi khẳng định rằng cây bưởi là cây có lợi thế nhất của Việt Nam so với các nước thế giới trong việc cạnh tranh với các nước xung quanh mình về nhóm cây ăn quả nói chung. Chúng ta không cạnh tranh được trong sản xuất cam, chúng ta không cạnh tranh được sản xuất quýt, bởi vì những cái đó chúng ta hầu hết tất cả các nước xung quanh thì chúng ta không có điều kiện đặc thù để làm. Nhưng tuy nhiên cây bưởi thuộc nhóm bưởi chua ta làm tốt hơn. Và đến Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh của chúng ta, của riêng ngành Việt Nam. Và trong cái quá trình tiếp xúc chuyên môn thì họ nói với chúng tôi là thôi nhường cây bưởi cho Việt Nam, họ không có đối nhìn với cây bưởi, mà họ nói luôn là họ sẽ đối nhìn với cây cam. Vậy
lại làm gì, và người ta hoàn toàn tin tưởng rằng cái việc mà phát triển tư tưởng đã có thể tiềm phát triển. Thứ hai cũng trao đổi nữa là bưởi khác với một số đối tượng cây khác là không phải chịu quá nhiều áp lực về cái việc là bỏ khoảng sau thu hoạch, tức là cái thời gian của bỏ khoảng xuống lớp 10, nhưng mà trong trường hợp có thể thu xuống hoặc có thể bỏ khoảng trên cây thì cũng từ 1 tháng cho đến 3 tháng, thậm chí bằng công nghệ bỏ khoảng thì hiệu quả bây giờ chúng tôi giữ được bỏ khoảng trong 6 tháng vẫn không có vấn đề gì. Thế nên là đấy là cái lý do mà tạo hoàn toàn cái tầm sản xuất. Thế thì và cho dù hiện tại có nhiều chỗ chúng ta chia sẻ là giá vào bưởi thấp từ 10 đến 15 nghìn một quả, nhưng nếu như xét về hiệu quả kinh tế cho một đối tượng cây trồng cùng đơn vị với đất thì chỉ cần giá bán đấy thôi, chưa nói cái giá bán cao vào 40 nghìn 50 nghìn thì cũng đã mang lại hiệu quả hơn nhiều, nên đấy là điều chúng ta tin tưởng. Nhưng mà để phát triển được ấy thì chúng tôi thấy rằng có một số những cái vấn đề như thế này muốn chia sẻ tại hội nghị. Thế nhìn mặt bằng chung ấy, phần đa người trồng bưởi Hà Nội đều có kỹ thuật tốt. Tuy nhiên đâu đó cái sự áp dụng không đồng bộ. Tức là nhiều hộ gia đình ngay trong cùng một hợp tác xã, ngay trong cùng cạnh nhau trong quy trình nó cũng không đồng bộ. Cái thứ hai nữa là mặc dù pháp kỹ thuật trong các tài liệu, trong các thông tin đều nắm rõ, nhưng mà khi thực hiện vào trong thực tế thì đâu đó có sự không tuân thủ, và thậm chí là có những cái sự sáng tạo một cách nguy hiểm. Nói cái sự sáng tạo một cách nguy hiểm xin chia sẻ cụ thể chúng ta một chút nữa, nếu mà các quý vị có muốn chia sẻ trao đổi các cùng trao đổi. Tôi muốn chia sẻ về thực trạng sử dụng cami mà với cái mong muốn là để làm cho cái quả bưởi ngọt lên để bán trong mùa vụ, thì bằng góc nhìn chuyên môn tôi khẳng định rằng đây là một biện pháp tất cả bất tử cây, và chúng tôi trong các quy trình thì chưa bao giờ khuyến cáo được. Hôm nay tại hội nghị này tôi sẽ chia sẻ gần đây nhất trong quá trình mình đã tương quan với cami với hàm lượng chất lượng người, thì chúng tôi nhận thấy rằng là đưa cái hàm lượng cami trong đất càng cao thì cái tỷ lệ khô quả cây bưởi càng lớn, và thậm chí là khô tép quả, tức là một số những cái giống bưởi hủy hoại ví dụ như bưởi La Môn, bưởi Phúc Trạch và Hà Tĩnh bây giờ cũng chỉ vì cái việc mà quán cami theo sự khuyến cáo của một số đơn vị, số cá nhân cái chuyện thì chuyên môn mà không khuyến cáo là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mặc dù đã hiểu rằng kỹ thuật canh tác tức là sử dụng hữu cơ là vô cùng quan trọng đối với sản xuất bưởi, nhưng mà cái việc ứng dụng của bà con cũng chưa được áp dụng tốt, thì tôi chỉ nhận thấy rằng là có cái phần quan trọng nhất nữa là cái kỹ thuật cắt tỉa mặc dù đã được khuyến cáo rất nhiều, một số hộ đã làm rất tốt, ví dụ nhiều phải được rất nhiều hộ gia đình làm tốt, nhưng mà cũng còn nhiều người trên này, ví dụ như có cái bưởi La Tinh bây giờ các bác cũng nói là cái bưởi của chúng tôi là bưởi rất cao to, có thể thu được 500-600 quả, nhưng trong chuyên môn chúng tôi cũng không khuyến cáo như vậy. Và trên cái đất nông nghiệp hiện đại thì đây cũng là cái điều chúng ta cần phải cải thiện, tức là cần phải quản lý tán cây trong tầm kiểm soát. Đây là một vấn đề tôi nghĩ rằng về kỹ thuật thì chúng ta phải về giải pháp trong thời gian tới, thì tôi xin chia sẻ cái này. Trước hết thì chúng ta nên mạnh dạn và xóa lại cái diện tích của chúng ta, vườn bưởi chúng ta phải đánh giá nhìn thẳng vào vấn đề. Nếu như đối với những cái vườn nào mà đã làm những cây bưởi thì cây bưởi càng già càng tốt, chúng ta cố gắng tập trung chăm và chăm thật tốt, bởi vì đối với cây bưởi chỉ cần vuông một năm thôi là sẽ mất toàn bộ. Cũng đúng như là những cái điều mà tôi xin các Quỳnh đã chia sẻ, đó là gì, năng suất giảm, chất lượng cũng hỏng luôn ở đây, không phải vì lễ mà mọi người không quan tâm đến chất lượng nó sẽ suy giảm. Vậy thì chúng ta chọn những cái vùng mà những cái đối tượng đấy chúng ta giữ lại kiểu tốt, chúng ta phát triển lên. Và tôi nhận thấy rằng là rất nhiều những vườn bưởi già các bác ở Thượng Mỗ, ở Hoài Đức, ở Sóc Sơn bán 40-50 nghìn bảo vệ cũng không có để bán đâu, chứ không phải là đến mức độ không bán được. Và thứ hai là đối với những cái vườn bưởi trẻ phát triển về sau này về vườn cái bưởi diễn, thì tôi khuyến cáo mọi người trong các cả các lớp tập huấn rồi, nhưng hôm nay tôi muốn nhắc lại là có thể sử dụng ứng dụng nhanh kỹ thuật ghép bưởi cả, thì thứ nhất là có thể chuyển đổi sang một số những nhóm giống cây ăn quả có múi mà chúng ta nhanh mang thu hoạch, ví dụ như chuyển sang một số giống quýt và một số những cây giống bưởi nhưng mà bưởi khác giống như những bưởi chúng ta. Và thực tế là có những cái mô hình rất là thành công trong cái việc mà khắc phục một số đơn vị, thì chúng tôi cũng đã ứng dụng được cái phần này, và có những cái mô hình tiếp theo có thể các bác có thể tham khảo như là từ Hà Nam chẳng hạn, người ta đưa cái thuốc sang
thì hiện tại bây giờ có những năm mà cái buổi người ta tăng lên cái thu nhập rất là cao. Thứ hai là kể cả những người ví dụ là chuyển đổi ngay cái buổi diễn sớm, tức là diễn là buổi còn non ấy, sang những buổi gấp một số lúc biết đường canh hoặc một số lúc biết đường quýt của các cái tỉnh Bắc Cạn, Hòa Bình thì đã mang lại cái hiệu quả rất cao. Và cái quan trọng là gì, bằng cái công nghệ ứng dụng này thì sau 3 năm thu hoạch quả, nếu như mọi người muốn quay lại cái buổi thì cắt cái phần đầu ngọn thì quý vị để chúng ta lại giữ lại cái gốc cây buổi già để đến một điều đầu tiên là ứng dụng. Và trong cái quá trình mà thực hiện thì cố gắng đưa cái bộ giống buổi, mặc dù chúng ta rất là đa dạng rồi, tuy nhiên nhóm giống buổi ngọt ra khi nhiều nên chúng ta phải đưa vào một cái giống buổi mới. Thì trong quá trình tập huấn thì chúng tôi cũng đã chia sẻ với một số giống buổi mới, thậm chí là cũng đã gửi một số những cái mắt ghép với một số địa phương để cho các bạn thử đánh giá cái giống buổi thuộc nhóm buổi chua ngọt. Đây là những cái giống buổi mà chúng ta có triển vọng xuất khẩu nhiều hơn để nhóm chua ngọt, thế là cái giải pháp. Còn tiếp nữa là chúng tôi khuyến cáo mọi người là chúng ta tuyệt đối tuân thủ các cái quy trình thật đã được ban hành, bởi vì để ra được cái quy trình thật như thế này thì người ta cũng đã phải nghiên cứu rất nhiều. Chúng ta có những cái sáng tạo phù hợp với đồng đất của chúng ta nhưng không sáng tạo đến một mức mà nó đi quá quá xa cái gì mà nó chưa đủ, đây như vậy rất nguy hiểm. Tôi được biết là cùng người Nam Phương Tiến bây giờ còn chia sẻ với các bác thì tôi thấy rất là báo động, bởi vì cái việc sử dụng cái cali quá nhiều, 4 cân 6 cân cali trong một năm và giai đoạn cuối năm thì làm gì có khuyến cáo thì tôi làm như vậy, nó sẽ rất là nguy hiểm. Chúng ta sẽ sử dụng phân bón hữu cơ. Và đối với cây bưởi là một cây mà dễ thì rất dễ nhưng khó cũng khó, nên là cũng muốn nói với mọi người đó là gì, quan tâm chia sẻ. Và tôi hay nói với mọi người một câu này, các chú ý này, chúng ta hãy yêu cây bưởi, bưởi sẽ mang lại cái điều tốt đẹp lại của chúng ta. Và rồi kính thưa toàn thể hội nghị, khuôn khổ thời gian không có nhiều trong cái buổi như này thì tôi cũng có một số những cái nhận xét cũng như cái định hướng của chúng ta và tin tưởng rằng với cái cách nào quả một, với cái sự hiểu biết trình độ của các quý vị và những người nông dân làm việc quả một thì chắc chắn cây bưởi sẽ là cái cây mà sẽ còn tồn tại tốt và mang lại cái giá trị kinh tế cao cho người dân Hà Nội. Còn trước khi dừng lời thì một lần nữa xin được kính chúc sức khỏe sở lãnh đạo trung tâm để chúc cho vùng bưởi phát triển hơn nữa. Vâng, kính thưa toàn thể hội nghị, vừa rồi do cũng thời gian nó rất là ngắn, nhưng tuy nhiên tiến sĩ Vũ Viết Hương cũng đã chia sẻ, tại vì trong cái thời gian qua, suốt nhiều năm qua thì đã gần như là trong các cái lớp tập huấn này đã điều tra các hiện trạng về cái hình bưởi và những cái giải pháp như ghép cải tạo và cái vấn đề ghép cải tạo về thay các cái giống bưởi và ghép cải tạo về giống cây có mùi khác để làm sao mong muốn cho bưởi Hà Nội phát triển một cách bền vững hơn, và cũng như là vấn đề chuyên môn kỹ thuật để vào cùng thời điểm cầm tay chỉ việc với bà con và hướng dẫn bà con đến ngay tại vườn. Thì tiến sĩ Vũ Việt Hương và Vũ Việt Hương cũng đã cùng đồng hành với bà con nông dân của Hà Nội thì nói chung và cũng như là sản xuất bưởi nói riêng, và cũng thay mặt Trung tâm Phát triển Nông nghiệp cũng như thay mặt bà con xin rất trọng cảm ơn tiến sĩ Vũ Việt Hương ạ. Xin cảm ơn. Vâng, thưa với bà con thì do cái thời gian nó có hạn nên tất cả mọi ý kiến các quý vị đại biểu xin gửi về ban tổ chức là Trung tâm Phát triển Nông nghiệp để mong muốn là cùng tiếp thu và cùng đồng hành và cùng chia sẻ tất cả những cái nội dung về phát triển cây bưởi một cách bền vững, và cũng rất mong rằng là trong quá trình này được gắn chặt, đã gắn thì được gắn hơn nữa, đã chặt thì lại chặt hơn nữa để cùng nhau cầm tay cùng nhau kết vòng nối tay nối để làm sao đồng hành và xây dựng thương hiệu cùng với bà con để thương hiệu bưởi của Hà Nội đến người dân thủ đô và các tỉnh lân cận phát triển một cách bền vững, và chưa kể đó chúng ta hướng ra xuất khẩu trong cái thời gian tới. Chúc mọi sự thành công trong cái ngày phát triển bưởi của bà con cũng như của Hà Nội và trong thời gian tới thật sự là đạt hiệu quả cao và bền vững. Xin câu chuyện đòi để làm sao để định hướng hơn nữa thì sau đây thay mặt ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Đại Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội
sẽ về đây để có kết luận và định hướng trong thời gian tới cùng với bà con trong để phát triển cây bưởi trên diện tích bao nhiêu ạ? Kính thưa tiến sĩ Vũ Việt Hưng, giám đốc trung tâm nghiên cứu rau quả khoa. Kính thưa tiến sĩ Nguyễn Khắc Quỳnh, nhà khoa học, nhà nghiên cứu. Kính thưa các đồng chí đại diện các phòng kinh tế và trung tâm dịch vụ nông nghiệp ở các huyện. Kính thưa các ông các bà đại diện nông dân tiêu biểu sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất bưởi nói riêng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kính thưa các cơ quan đài báo trung ương và thành phố. Kính thưa toàn thể hội nghị hôm nay, tôi rất là vui và vinh dự được về dự cái hội nghị của trung tâm phát triển nông nghiệp tổ chức cái hội nghị hội thảo về thúc đẩy sản xuất và tiếp nối tiêu thụ bưởi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt các đồng chí lãnh đạo sở xin gửi tới toàn thể hội nghị có một lời chúc sức khỏe và chúc hội nghị chúng ta thành công tươi đẹp. Thưa toàn thể hội nghị, báo cáo với hội nghị là ở thành phố Hà Nội, mặc dù là thành phố nhưng với cái diện tích sản xuất nông nghiệp rất lớn, với cái diện tích cây ăn quả của Hà Nội là hơn 2.000 hecta, thì sau đó thì diện tích bưởi là gần 8.000 hecta. Thì báo cáo với hội nghị là qua trong những năm qua, thế thì được sự quan tâm của thành ủy, hội đồng dân, ủy ban dân và sự vào cuộc quyết liệt của sở nông nghiệp cũng như là các đơn vị của sở, cũng như là sở sự phối hợp của các quận huyện thị có sản xuất nông nghiệp và sự đồng hành của bà con nông dân trên địa bàn thành phố, thì báo cáo của hội là cái diện tích bưởi của chúng ta cũng đã tăng theo cái của trung tâm phát triển nông nghiệp là đã báo cáo là gần 8.000 hecta. Thế báo cáo của hội là qua các ý kiến phát biểu của các đồng chí rồi cũng như là của các nhà khoa học thì tôi đánh giá rất cao trong cái việc mà các đồng chí đã có cái tư duy để cho cái ngành nông nghiệp của thủ đô ngày phát triển và sản phẩm nông nghiệp thủ đô nó phải là sản phẩm nông nghiệp an toàn và sản phẩm nông nghiệp sạch và hữu cơ. Tôi báo cáo hội nghị là với cái sự lãnh đạo chỉ đạo của ủy ban dân thành phố cũng như là sự vào cuộc đó thì sở nông nghiệp cũng đã chỉ đạo các đơn vị thuộc sở thực hiện các cái nhiệm vụ và các cái giải pháp kỹ thuật để làm sao mà trang bị cho nông dân ở trên địa bàn làm sao có đầy đủ các cái kiến thức để sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất cây ăn quả nói riêng. Báo cáo với hội nghị là cây ăn quả mặc dù là cũng như các đồng chí các nhà khoa học rồi các nhà nghiên cứu các đồng chí đã có ý kiến mặc dù nó dễ rất dễ nhưng khó cũng rất là khó. Tại sao mà cũng cùng một cái quả bưởi mà có các người ta bán thì có cái quả thì 7-8 nghìn mà không có mua hoặc 60 nghìn nhưng có quả chỉ có mấy nghìn thôi. Báo cáo với hội nghị vậy tại sao như thế? Thì chắc rằng là các ông các bà trực tiếp sản xuất là các ông bà đã rất rõ trong cái mà tại sao như thế đúng không? Bởi vì cái cây cùng một cái sản phẩm đó thì sản phẩm người ta nó chất lượng, người ta thì ép vào một đàn đài lớn năm sau cứ đến cái vườn đấy người ta mua. Báo cáo với hội nghị như vậy, tôi cũng trước tôi ở chi cục của tôi cũng đã có mua ở chỗ cầu chỗ đây chỗ cầu đùi vào nhà ông đấy là 6-7 nghìn mà không có và đến mua mà hết. Đấy, báo cáo hội nghị như vậy, ăn quả bưởi nó khác, nếu có bưởi bình thường nhá, có khi là chỉ 15-20 nghìn hoặc có khi là 10 nghìn hoặc mấy nghìn có. Thế nên để có được các cái sản phẩm nông nghiệp nói chung cũng như là cái sản phẩm bưởi này thì tôi cũng xin phép các đồng chí đại diện các khoa học, các nhà khoa học hay các nhà quản lý tôi cũng trao đổi các ông bà nông dân một chút như thế này. Trong các cái cây sản xuất nông nghiệp nó khác với các sản xuất nông nghiệp khác, từ nông nghiệp từ cây và từ và nuôi và gia súc gia cầm cũng như cây trồng nói chung thì chúng ta phải cần quan tâm đến người và lưu ý trong cây ăn quả như vậy. Cây ăn quả thì đương nhiên là phải chăm sóc, nó phải chăm sóc đúng
từng đúng và từng các giai đoạn sinh trưởng cây trồng, chưa nói là các cành tạo tán rồi quảng thân. Tại sao mà các cái vùng mà ngay cả cái vùng cây ăn quả, cây cam của Hòa Bình bây giờ hiện nay là chết rồi. Đấy. Liên quan đến những vấn đề sử dụng nhiều các cái phân hóa học, rồi sử dụng thuốc vô hiệu quả, báo cáo lên như một nghìn, báo cáo lên một bàn nghìn, thế là cây nó sẽ không một chất lượng không là gì. Người ta phải vệ sinh đồng ruộng, ví dụ như là vậy, tầm này chuẩn bị thu hoạch Tết xong, thu hoạch xong là chúng ta phải vệ sinh cây, đấy, cắt cành tạo tán rồi quấn phân, mà rất là phải sử dụng các loại phân phân hữu cơ. Như ngày xưa không phải gọi là nói thâu, gọi là phân chuồng, ba ba đôi như vậy. Bây giờ chúng ta không có phân chuồng mình thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải sử dụng cái phân hữu cơ để chúng ta quấn. Mà cây ăn quả cứ cây ăn quả nói chung là cứ gọi phân hữu cơ, và kể cả các cái chất cây trồng khác đấy thôi. Ba ba đôi nghĩ là hiện nay là bộ cũng đã ban hành 4 cái chương trình kế hoạch lớn cả nước liên quan đến những trong những năm qua, liên quan đến những vấn đề về thiếu lương thực thực phẩm cũng như là các cây ăn quả nói chung rất riêng. Thế thì người dân sử dụng các loại phân hóa học, rồi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học để làm hiện nay là cái đất là chai rồi, đất chai cứng rồi. Thế thì bộ đã ban hành những kế hoạch để sử dụng các loại, phân tích các loại đất trên địa bàn, rồi sử dụng các loại phân hữu cơ để cải tạo cái đất, để cải tạo được. Công việc này là rất đang gọi là cải tiến quậy rồi, keo sai hết rồi. Tức là các cây trồng mà nằm trong cái vùng dinh dưỡng là không ổn, cái đất là về để từ năng suất rồi chất lượng. Tôi cũng chia sẻ với ông hội nghị tại sao vừa rồi tôi muốn đi đến cái vùng mà vùng đang vượt. Tôi ra cái vùng bãi vừa rồi mới gặp xong phát mà cái mức độ cái phù sa của cực kỳ đấy, tầm 2 phân. Đấy. Riêng cái đất đấy về mà trồng các loại cây hoặc rau màu thì chỉ có điều không. Đất nó phải thế, đất nó tơi xốp. Ví dụ nhưng bây giờ đất ngay ở các ông con bà đã trồng cái con bà xem đất nó cứng cuốc nó bằng ngày cấp thế không ổn. Thế thì với tư duy là các ông con bà ở đây là trồng cây bưởi hoặc cây ăn quả, các ông con bà cứ phải sử dụng các phân hữu cơ, phải hạn chế sử dụng phân hóa học thôi thì ít thôi, nhưng chính là phân hữu cơ. Thứ hai là các ông con bà phải chăm sóc đúng các cành tạo tán, người thường xuyên là gọi là thăm đồng. Đấy, như các loại cành vượt và các cành vô hiệu là chúng ta phải bỏ. Thứ hai là chăm sóc tình hình sâu bệnh, tránh cái tình trạng mà cứ vậy cứ trồng cứ thả đấy xong là cuối năm được thì được, đã được thì thôi, xin lỗi các ông các bà cái việc, chưa nói là cái việc mà các ông các bà cũng phải tỉa bớt các cái quả để ví dụ trong quy định đó thì nó chúng ta phải theo quy định. Không có, chúng ta cứ để nó dày quá, nó chi tiết quá, thì quả to này quả bé thì làm sao mà nó đắt gì. Mình trồng mình không chăm sóc thì không bao giờ cái sản phẩm nó đắt gì. Ở qua mini hội nghị vậy thì trong cái phạm vi thời gian tới chúng tôi muốn tiếp tục giao các đơn vị cơ sở để làm sao mà truyền tải đến các bạn con nông dân, cũng như là phối hợp chặt chẽ với các huyện thị có sản xuất nông nghiệp trong toàn hệ thống, từ cái sản xuất lúa rồi rau quả hoa rồi cây ăn quả rồi cây chè, cây chè Hà Nội vẫn còn hơn 2.000 hectare chè bao bao nhiêu gì để làm sao mà chúng ta các cái sản phẩm nông nghiệp là phải sản phẩm của nông nghiệp của thủ đô, là nó phải khác với nông nghiệp các tỉnh bao bao nhiêu vậy. Đấy, nông nghiệp của thủ đô là mua là nông nghiệp phải sạch, an toàn phải sạch này, phải hữu cơ. Và tôi nghĩ trong những tư duy của lãnh đạo thành phố là bây giờ là chúng ta là phải có các cái chương trình sản phẩm, từ sản phẩm về vật nuôi rồi gia súc gia cầm vật nuôi rồi cây trồng lúa rau quả là nông nghiệp nó phải sạch an toàn và hữu cơ. Và báo tôi nghĩ vậy thì trong cái phạm vi mà để mà sản xuất cái nông nghiệp hữu cơ, chưa nói là cái sản xuất cây ăn quả hữu cơ, nó cũng cả một quá trình không phải đơn giản. Chúng ta làm mà chúng ta mà cứ gọi là
trồng hay là gieo trồng xong rồi chúng ta phải bắt đi học. Tôi nói như cái ông văn bản làm cái gì chúng ta cũng phải quan tâm. Và trong cái phạm vi thời gian tới thì là với cái nông nghiệp của thủ đô nói chung rồi, quẹt giải cả các cây ăn quả, chúng ta nên tư duy là gắn liền với du lịch, rồi du lịch trải nghiệm. Du lịch trải nghiệm cũng là một cái rất tượng. Mình vừa bán được cái nông sản của mình và vừa thu được cái tạo làm sao cho nó xui động thị trường. Mà vào cái hội nghị vừa qua tôi có đi Trung Quốc và đi thành phố Thượng Hải học nửa tháng, tôi đi thăm một cái vùng trồng chè của người ta, báo cáo hội nghị cho mình. Thì vùng trồng chè ví dụ như theo quan điểm của tôi mà vào cái thử thì đến chè thì chẳng đắp uống nó chẳng rất vị. Thế mà vào người ta ui trời ơi, cứ như là nghệ sĩ vào giới thiệu các thứ lùi nọ kia, cứ làm như là giết mà thấy một cái chè rất đắt ổn. Thế mà sợ tôi bảo tôi uống cái chè thì vị đắp một lông đắp chè mình. Thế mà làm người ta mà coi như giá thành nó lên rất cao cái vùng chè. Và bao nhiêu người vậy, tại sao mà người ta bắt buộc người ta phải đi cho nên việc mà làm nông nghiệp người ta gắn liền du lịch và phải có một cái tập huấn đấy và bám được như vậy. Nó không có chúng ta giới thiệu rồi các thứ thì mà lắm bám mà không hiểu thì nó khó. Tôi nói ví dụ như là họ có cái mở cho vào một cái gọi là cái đấy trong tôi hiểu là nó là phản ứng hóa thôi. Ví dụ cái chè nó đổ một cái dung dịch gì vào nó chảy nó phản ứng hóa các thứ ra thì tôi cũng nghĩ nó chuyện bình thường. Có cái gì mình hiểu là nó là phản ứng hóa thì nó sẽ chuyển các cái bậc thang khi mà vào những chuyên chương trình sau đó thì các ông nào cũng phải phục vụ. Thế tức là nó tạo ra một cái giá trị thị trường rất là cho người dân ở cái làng đấy cầm trồng chè như đúng tuần nào của nhà nào cũng thấy để đi qua để tiếp dịch người ta làm nhà hàng sau thế ở nông thôn thì nó làm nông nghiệp gắn liền với du lịch. Các cái sản phẩm nông nghiệp người ta làm ra là tiêu thụ hiện nay và cái giá thành nó rất cao chứ không phải giá thành như là cái chè bình thường. Thì báo cáo cũng như vậy, thì trong cái phạm vi mà thời gian không có nhiều thì tôi cũng chia sẻ với các đồng chí lãnh đạo quản lý rồi cũng như là chia sẻ với các ông các bà nhân dân để làm sao mà chúng ta cùng đồng hành với nhau giữa nhà nước và nhà quản lý và nhà khoa học và nông dân trực tiếp nông dân, chúng ta làm sao bốn nhà và doanh nghiệp để làm sao mà các sản phẩm nông nghiệp chúng ta sản xuất ra nào phải nông nghiệp an toàn, ít nhất là an toàn và nông nghiệp sạch, sạch hữu cơ là sạch. Cái hai là khi đồng hành làm sao mà để các sản phẩm nông nghiệp làm ra là nông nghiệp làm ra có giá trị, giá trị thì bắt buộc là có phải kết nối giữa các doanh nghiệp vào thì nó mới các sản phẩm của các ông các bà hoặc của nông dân làm ra sẽ tiêu thụ hết và cái giá trị sẽ tăng lên trên một đơn vị diện tích. Và với hội như vậy thì tại sao mà ngành nông nghiệp giao cho trung tâm nông nghiệp, trung tâm phát triển nông nghiệp cũng như là trung tâm khuyến nông cũng như là các cơ quan các chi bộ từ chi cục chăn nuôi, chi cục chăn nuôi thủy sản huy, chi cục trồng trọt và các thứ cũng đồng hành với bà con nông dân để làm sao mà chúng ta đưa ra cái sản phẩm nông nghiệp của thành phố nó khác với sản phẩm nông nghiệp bất tỉnh để bảo đảm mình như vậy trong quân khu không có nhiều. Một lần nữa thay mặt các đồng chí lãnh đạo sở xin gửi tới một lời chúc sức khỏe đến các nhà khoa học, các nhà quản lý và các ông văn bà đại diện nông dân tiêu biểu trên địa bàn thành phố có nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và chúc cho hội nghị chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt trung tâm phát triển nông nghiệp cũng như là trong ban tổ chức xin trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí phó giám đốc Nguyễn Phương, phó giám đốc sở và trên cơ sở đó cũng sẽ làm sao và cùng tập trung đẩy mạnh cùng với bà con địa phương và cũng như là các huyện phòng kinh tế và các huyện cũng như các trung tâm dịch vụ, các nhà khoa học, các doanh nghiệp để làm sao tập trung hơn nữa để sản xuất bưởi theo hướng hữu cơ về cát và đặc biệt là làm chuỗi liên kết kết hợp với du lịch sinh thái
cũng như kể về câu chuyện về sản xuất bưởi của Hà Nội để tạo ra câu chuyện thật sự hấp dẫn như người con gái mới lớn ạ. Thì để cho câu chuyện đó càng hay, càng sâu sắc và càng ngọt ngào, mà nhất là có những cái câu chuyện đó mà các cháu mà 18, 25 một tẩy á, nó ngọt ngào thì chắc là khách mua bưởi là sẽ rất ngọt, nhưng mà phải là chất lượng từ mẫu mã đẹp, chất lượng của Rica và sản phẩm lại sạch, đấy mới là cái câu chuyện thật sự mà người tiêu dùng mong muốn để phát triển các bền vững. Kính thưa toàn thể hội nghị, thì trong một cái thời gian rất là ngắn hạn, nhưng tuy nhiên thì câu chuyện chúng ta cũng đã hội tụ trả những cái vấn đề ý kiến, và thay mặt ban tổ chức một lần nữa xin trân trọng và cảm ơn những ý kiến phát biểu và xin lĩnh hội và tiếp thu để làm sao cùng đồng hành cùng với các địa phương, cùng phòng y tế, cùng với trung tâm dịch vụ, các nhà khoa học và doanh nghiệp, cùng với bà con nhân dân để câu chuyện bưởi của Hà Nội thật sự hiệu quả và bền vững. Và kính thưa toàn thể hội nghị, trong cái thời gian rất là ngắn nhưng nó cũng mô tả suốt quá trình mà thời gian qua mà trung tâm đã được sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của bà con nhân dân, của các chính quyền địa phương, các hợp tác xã, cũng như là các trung tâm dịch vụ, cũng như đặc biệt phòng kinh tế và nhà khoa học và cũng doanh nghiệp. Thay mặt lãnh đạo trung tâm phát triển nông nghiệp, xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo của sở, các đơn vị trong ngành, các đơn vị truyền thông, các đơn vị phòng kinh tế, các trung tâm dịch vụ và các chính quyền địa phương ở các xã và các hợp tác xã, hộ nông dân, và đặc biệt là bà con nông dân của những huyện trồng bưởi, 10 huyện trồng bưởi của Hà Nội, xin trân trọng cảm ơn. Và nhân dịp này cũng thay mặt lãnh đạo trung tâm xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, kính chúc các quý vị đại biểu có một sức khỏe, có sự gia đình an khang và thịnh vượng, và chúc cho sự thành công hơn nữa các mô hình bưởi và những cái câu chuyện bưởi phát triển bền vững của Hà Nội trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn. Và đúng thay mặt ban tổ chức xin bế mạc hội nghị ở tại đây. Và cảm ơn các quý vị đại biểu.